Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thủ Thiêm một phép thử cho cái lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Ngày 7 tháng 8 năm 2020 vừa qua, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về kết quả xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên đối với vụ việc tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Tất Thành Cang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công trình Lịch sử Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải bị phê bình vì sai phạm tại dự án khu đô thị mới thủ thiêm. Hiện tại, công an chỉ mới khởi tố những cá nhân tép diêu trong vụ thủ thiêm, còn tứ trụ trực tiếp gây ra sai phạm trời không dung đất không tha là đua hải quân cang đều gần như vụt qua khỏi cái lò của ông Trọng dựng lên nhẹ nhàng hồi tháng 3 trong kỳ họp 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết kết luận đua chỉ là nhận mức hình thức kỷ luật là kiện trách do hết thời hiệu xử lý theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội của bốn tên này rõ như ban ngày, khó có thể có một câu giải thích nào nghe hợp lý hơn để bao biện cho tội của tập đoàn gây tội ác này. Theo luật định thời điểm sai phạm của đám quan chức Thành Hồ thì phải bị khởi tố tội cố ý làm trái quyết định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận do hết hiệu lực xử lý nên đảng đã đóng cửa vào nhau. Đây là một cơ chế đặc thù của chế độ độc tài tạo ra để bọc lót cho nhau khi không muốn châm lửa vào lò. Năm 2013, trong một lần tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, ông Trọng nói rằng hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của đảng. Đây là một tiền đề dưới thời của Nguyễn Phú Trọng xây dựng nên. Đảng Cộng sản mặc nhiên đứng trên cả pháp luật và các cán bộ đảng sai phạm thì chuyện của đảng chứ pháp luật không thể can thiệp hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thống nhất kết luận phê bình là một minh chứng không thể hùng hồn hơn lột tả về cái uy quyền tối cao của đảng cộng sản Việt Nam đạp trên cả hiến pháp và pháp luật có thể hiểu rằng đây là sự ngạo mạn của tổng tịch Nguyễn Phú Trọng một điều đi ngược lại với nền văn minh nhân loại khi mà đảng cộng sản cố tuyên truyền rằng mọi người đều sống bình đẳng trước pháp luật nhưng đảng cũng trọng không nói thêm rằng nhưng đảng viên thì bình đẳng hơn dân đen. Đó là điều chớ trêu của thể chế chính trị độc tài. Nếu ở một thể chế dân chủ tam quyền phân lập thì tội của anh vi phạm sẽ bị luận tội cho dù là 10 hay 20 năm sau. Lấy thí dụ của nền dân chủ Hàn Quốc có hệ thống tam quyền phân lập thì sai phạm của cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị được tòa thượng thẩm Seoul tuyên án 20 năm cùng với các khoản nộp phạt 15 triệu đô la cùng bị tịch thu 3,5 tỷ vôn hồi tháng 7 năm 2019 vừa qua. Vậy Nguyễn Phúc Trọng từng tuyên bố rằng lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng cháy chỉ là mỹ dân tự đánh bóng hình ảnh anh, anh Minh của mình tỏ ra là bậc thế tiền hành đạo. Nhưng thế tiền hành đạo kiểu gì mà sai phạm thủ tiêm rõ mười mươi như thế Tội đã được chỉ thẳng rõ như thế mà lại lướt qua lò của ông Trọng. Ông Trọng có bị đùi bị mù đâu. Bao nhiêu cảnh dân oan sống triền miền khổ cực, lây lất màn trời chiếu đất, thiếu thốn vô cùng đã 20 năm. Dư luận phẫn nộ nhân dân thì kêu gọi xử lý. Các giới luật sư đã chỉ rõ được tội của từng tên tham quan. Cánh báo chí thì cũng vạch rõ từng sai phạm, cớ sao xem thường dân đến như vậy. Và Nguyễn Phú Trọng thì không những là một kẻ bạo chúa khi bên ngoài thì kêu là đốt lò, nhưng ở bên trong thì ông ta đã xây dựng sẵn bờ tường đủ chắc chắn để mọi sai phạm phe mình đều được bỏ qua dưới vỏ bọc là hết thời hiệu xử lý về mặt Đảng. Không có điều luật nào đủ mạnh để chọc thủng bờ tường có tên văn kiện Đảng ấy mà có thể vô đàn em của mình hay cả bản thân mình nếu có sai phạm quốc có quốc pháp già có gia quy ngoài quan chức thì các ông đều là công dân của Việt Nam đảng tạo vòng đai an toàn để cổ vũ cho quan chức tha hồ tham nhũng nhưng ai chống tham nhũng đấu tranh với quan tham thì bị bỏ tù chuyện trái luân thường đạo lý như vậy nhưng đảng vẫn làm được văn minh quá đạo đức quá phải không ông trọng lú mở chiến dịch đốt lò được cánh báo chí gọi ông ta là chống tham nhũng mạnh tay nào là bậc thế tiền hành đạo tất cả đều là bịp bợm dối trá mặt nạ đỏ vô tình đã bị rơi ra lộ nguyên hình là một kẻ tham quyền cố vị khi chính cái lò của ông ta xây dựng lên nó tắt trước củi đượm của thủ thiêm hay hiểu rằng đốt lò chỉ là đập phe cánh để ông ta tạo vây cánh cho riêng mình mà tiếp tục ngạo mạn tiếp tục đạp trên hiến pháp và pháp luật mặt nạ đều cáng rơi ra rồi kia hãy nhặt lên đi hỡi ông trọng không 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 phải chỉ một mình ông Cang mà có thể gây nên được thảm cảnh ở Thủ Thiêm, Nhà Bè, gây thất thoát to lớn về tài sản của dân của nước. Nhiều kẻ nhưng trong số ấy Cang là một trong những kẻ đứng đầu. Đảng xem xét trách nhiệm của Cang là chuyện đương nhiên vì Cang là người của Đảng, cử ra nắm chức vụ. Nhưng chỉ xử lý Cang với mức phê bình là bán bổ công lý, là sỉ nhục biết bao nhiêu là nạn nhân của Cang và đồng bọn là xem thường những nỗ lực chỉnh đốn đảng là vô hiệu hóa cái lò của ông Trọng đang dày công cổ võ, vô hình chung khích lệ tệ tham ô, nạn tham nhũng. Nại thời hiệu nhưng thật ra nếu nói về thời hiệu thì chính sự kỷ luật bằng cách hình thức phê bình cũng đã không còn hiệu lực. Thế sao phê bình được mà xử lý cho tương xứng với mức độ tội ác của càng gây ra cho dân oan thủ thiêm lại không được. Cho thấy chỉ cần có quyết tâm cao là được, quyết tâm phê bình là được và quyết tâm không xử lý khác cũng là được. Càng thoát nhưng nghĩ xem càng không tổ không từ lỗ nẻ vô danh chui lên. Vậy người đã giới thiệu trào quyền hành lớn cho tay vào tay cang thì sẽ ra sao? Tương tự thế dân oan thủ thiêm đã liên tục khiếu nại tố cáo suốt 20 năm qua thì chẳng thể nào nói chính quyền không biết đến tội ác để mà xử lý đến mức để quá thời hiệu, vậy ai đã trì hoãn tạo điều kiện cho càng thoát thì cũng vẫn còn là một dấu hỏi to đùng trước mặt ông trọng. Thời hiệu cứu càng thoát kỷ luật nhưng thời hiệu đã không giúp thu hồi lại được hàng ngàn tỷ đồng bị tham ô và thời hiệu cũng không cứu được dân oan thoát khỏi thảm cảnh mất nhà, mất đất, cuộc sống lầm than kéo dài chưa biết đến bao giờ mới dứt. Bẫn cợt hơn càng vẫn còn tư cách đại biểu hội đồng nhân dân càng vẫn còn quyền diện mũ cao áo dài đại diện cho dân để đưa ra những quyết sách ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu công dân đất nước này đùa dài với trẻ con đã chướng nhưng đùa dài với dân thì đó là một điều tự sát thế lực thù địch nào ở bên ngoài đã gây thiệt hại tài sản to lớn cho nhà nước đã gây thảm cảnh lầm than cho dân như cang chỉ có cang và đồng bọn và chính chúng mới là thế lực thù địch của nhân dân càng được hưởng cách xử lý một cách phê bình là phúc đức cho cang nhưng đó là một sự vô phúc cho công lý của dân tộc này thưa quý vị và các bạn những mong đợi của người dân về việc xử tội những quan chức đã vi phạm luật pháp có những hành vi vi phạm Tham nhũng, hối lộ ăn cướp tài sản của nhân dân trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bốc hơi, chỉ còn mùi hôi thối của cái gọi là chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh. Vào chiều ngày 7 tháng 8, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo về kết quả xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với những tên quan tham tội phạm. Kết luận là những tên cán bộ trung kiên với đạo đức Hồ Chí Minh được xác định là có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thống nhất kết luận phê bình. Đứng đầu những tên tội phạm được hạ cánh an toàn này là Tất Thành Cang, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, hiện là thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công trình lịch sử Hồ Chí Minh đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9. Đây là tên quan tham đã chiếm đoạt hàng ngàn căn nhà và đất của dân nghèo, mặc dù không nằm trong danh quy hoạch và danh thu hồi đất, đến bù một bán gấp 250 lần cho doanh nghiệp. Bên cạnh thật Bên cạnh Tất Thành Cang là hai thành ủy viên khác thuộc nhiệm kỳ 2015-2020. Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành Hồ nguyên giám đốc sở tài chính, Bùi Xuân Cường, bí thư đảng ủy, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành Hồ, nguyên giám đốc sở giao thông vận tải. Còn lại là một lũ bày đàn cán bộ Hồ Chí Minh được cảnh cáo Nguyễn Thị Hòa, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tạ Quang Vinh, nguyên phó giám đốc sở tài chính, Nguyễn Quốc Chiến. Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên trưởng ban vật giá Sở Tài chính. Khiển trách Nguyễn Thế Minh, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Phê bình 38 đảng viên liên quan trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật và bỏ qua, không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên. Phê bình, cảnh cáo, khiển trách rồi bỏ qua. Đó là cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam của những tên chưa bị lộ xử lý những tên đồng chí đã bị lộ. Phê bình, cảnh cáo, khiển trách và tiếp tục lại bỏ qua. Điều đó có nghĩa là những tên tội phạm không những hạ cánh an toàn mà vẫn tiếp tục là đảng viên, cán bộ, quan chức, ngồi ghế lãnh đạo, tiếp tục sự nghiệp ăn không chừa thứ gì, cùng lắm thì cũng chỉ bị phê bình, cảnh cáo, khiển trách, rồi bỏ qua. Tất cả cũng là tất thành cang, tan thành cờ, và tên này đang xứng đáng cho vai trò Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công trình Lịch sử Hồ Chí Minh thưa quý vị và các bạn lấy lý do hết thời hiệu để không kỷ luật tất thành cang slogan thành phố nghĩa tình thời của nguyễn văn đua đã được chứng nghiệm cuối cùng thì cái hình thức xử lý kỷ luật tất thành cang với mức phê bình đã được thành ủy thành phố hồ chí minh thống nhất lý do hết hiệu lực được đưa ra cho thấy slogan thành phố nghĩa tình thời của nguyễn văn đua nguyên phó bí thư thành ủy đã được chứng nghiệm cũng cần nói về một chút về khái niệm thời gian theo kiểu dễ hiểu nhất thời thanh xuân thời hiệu thời hạn đều là thời gian có điều là thời hạn là một quãng thời gian có mốc bắt đầu và kết thúc thời hiệu là thời gian có hiệu lực và của quãng thời gian đó còn thời thanh xuân là thời hạn tuổi trẻ của đời người mọi thứ ở đời đều có giới hạn những chuyện đau uất tới tận trời của bà con dân oan thủ thiêm, những sai phạm tày trời của cán bộ liên quan đến thành phố đã dừng lại ở mức phê bình, cảnh cáo, theo thực sự thống nhất của thành ủy. Mọi thứ đã được cứt trâu hóa bùn qua thời gian. Khi khoản 4 điều 2 của quyết định số 102 qd trên TVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã không được áp dụng và nếu điều khoản này được thực thi hàng loạt các cán bộ có trong văn bản của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ chứ không nhẹ như vậy. Những ai quan tâm đến thời sự nước nhà sẽ dễ dàng nhận thấy có nhiều lãnh đạo cấp cao giữ các chức vụ quan trọng vẫn bị cách chức nguyên trong chức danh khi về hưu. Cớ gì các cán bộ đương chức chỉ bị kỷ luật theo sự thống nhất thời hạn nào cho bà con thủ thiêm khi mỗi cơn mưa ở thành phố hồ chí minh ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống tạm bỡ ngay trên mảnh đất cũ của nhà mình và thời hiệu nào cho những vụ khởi kiện kéo dài khắp trong nam ngoài bắc chỉ vì những người dân bé mọn mất đất mất nhà khi mà giao dịch đất đai sẽ thực sự là quan hệ dân sự để pháp luật là công cụ hữu nghiệm bảo vệ công dân trước tư bản thân hữu rình dập sâu xé Trở lại với vụ án Hồ Duy Hải, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự không nói đến thời hiệu thi hành án tử hình sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Hải sẽ tiếp tục trông chờ sự khách quan từ các cơ quan của Quốc hội và như vậy bị án tử hình rất nhiều tranh luận này sẽ tiếp tục chịu cảnh cách ly xã hội. Nói khác đi là ở trong tù biệt giam, nhìn thời gian thanh xuân của mình trôi qua. Trong khi đó, các cán bộ của cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án vẫn chưa bị xử lý gì với vụ án có vi phạm nghiêm trọng tố tụng nhưng không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Vì thời gian luôn có giới hạn nên pháp luật mới đặt ra các khái niệm dựa trên thời gian và thời hiệu và thời hạn và pháp luật chính là lẽ công lý và công bằng. Với nỗi thống khổ của người dân Thủ Thiêm, cái đằng đẵng từng ngày đi tìm công lý của gia đình Hồ Duy Hải và xã hội yêu công lý. Dư luận có quyền đòi hỏi một hình thức xử lý tương ứng với các cán bộ sai phạm. Lúc còn đường trước, ông Tất Thành Cang cùng nhóm lợi ích ăn đất ở Thủ Thiêm đẩy bao nhiêu gia đình, người dân ở nơi đây rơi vào cảnh tan nhà nát cửa. Nhưng cuối cùng ông Càng chỉ bị phê bình và hàng loạt các cán bộ bị kỷ luật. Điều này khiến cho dư luận đặt câu hỏi với tội trạng tài đình như thế tại sao ông Cang lại không bị khởi tố. Bằng mọi giá đoạt đất của 15.000 hộ dân Thủ Thiêm, nhóm lợi ích đất Thủ Thiêm cùng với Tất Thành Cang có trong tay toàn bộ quỹ đất 222 hecta. Sau đó nhóm lợi ích này lấy hàng trăm hecta trên thanh toán đối ứng cho những dự án BT. Tiếp theo các dự án BT này lại chính là các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chính khu đô thị mới thủ thiêm, tức lấy mỡ nó, dán nó. Nhóm lợi ích ăn đất thủ thiêm không thông qua đầu tư đấu thầu dự án, giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, miễn sao đất sạch nhanh chóng rơi vào tay các nhà đầu tư được ngầm chỉ định trước đó để đổi lấy công trình BT phục vụ cho chính nhà đầu tư Đến hình là dự án BT dài 12 km đường phục vụ cho doanh nghiệp. Nhóm lợi ích của ông Tất Thành Càng phê duyệt tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ, 12.182 tỷ đồng. Số tiền này đủ làm 12 cái đường tránh kiểu BOT ở miền Tây, đủ làm 5 cái dự án BOT An Sương. Đến khi mọi chuyện bị đem ra xem xét xử lý, thanh tra chính phủ đã kiến nghị chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 26.315 tỷ Việt Nam đồng. Thì nhiều người mới giật mình liệu con số biết nói này chỉ phần nổi của tảng băng chìm 26.315 tỷ Việt Nam đồng có thể thu về. Nhưng số phận của 15.000 hộ gia đình thì sẽ đi đâu về đâu. Có nhiều người dành cả đời chỉ để kêu oan đòi lại đất, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ nhận được sự thờ ơ từ một số quan chức thành phố, đặc biệt là Nguyễn Thị Quyết Tâm. Bà đã từng khuyên dân thủ thiêm nên hy sinh một chút để cho con cháu được hưởng một cuộc sống mới, tương lai mới trên đô thị mới. Hai nhiệm kỳ đại biểu quốc hội ở Thủ Thiêm bao nhiêu là lời hứa bao nhiêu là cảnh khổ bà đã nghe đã chứng kiến vậy mà đến nay bà cũng chẳng giúp gì được cho dân đó là bà tâm còn thanh tra thì thanh tản hơn nữa coi như chị xui đi chị cầm mấy chục cây vàng trong túi chị đi đường lỡ bị chúng giật đi khi nghe người dân trình bày bao nỗi oan ức tại buổi làm việc ở thủ thiêm nói thật Nước mắt của người dân Thủ Thiêm từ khi bị lấy đất đến nay có thể hòa làm chát mặn dòng sông Sài Gòn. Nỗi đau này do đâu? Đó là do Tất Thành Cang và nhóm lợi ích ăn đất Thủ Thiêm mà ra. Ấy vậy mà, ông Càng chỉ bị phê bình và 66 cán bộ bị xem xét trách nhiệm. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hồi tháng 11 năm 2018, ông Tất Thành Cang, khi còn là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 đã vi phạm quy định về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng khi phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng BT xây dựng chuyển giao với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Quang Minh, đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. 4 tuyến đường dài 12 km trong đó có 10 cây cầu rộng từ 11,6 m đến 55 m với tổng mức đầu tư là 8.265 tỷ Việt Nam đồng nếu tính cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay 3.917 tỷ Việt Nam đồng thì tổng số vốn đã lên 12.200 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài sai phạm tại Thủ Thiêm trước đó, ông Thất Thành Cang còn bị xác định sai phạm liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, 100% vốn thuộc văn phòng thành ủy, chuyển nhượng hơn 32 hecta đất tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho Quốc Cường Gia Lai. Với tội trạng trên, ông Cang chỉ bị phê bình vì hết thời hiệu xử lý kỷ luật thì quá nhẹ nhàng cho ông ta. Vậy xin hỏi bao nhiêu mạng người chết tức tưởi vì không đòi được đất, bao nhiêu gia đình bị tang nhà nát cửa vì bị bị lấy đất và phải đi kêu oan ròng rã mấy chục năm qua, bao nhiêu gia đình phải tha phương cầu thực lâm vào bế tắc và đói nghèo vì mất nhà mất cửa bao nhiêu sự bất công và phi lý, bao nhiêu sự tán tận lương tâm mà chỉ là một kỷ luật bằng hai chữ phê bình thôi sao? Thật không thể nào chấp nhận được. Với tội trạng rành rành như thế, ấy vậy mà ông Cang chỉ bị phê bình là xong chuyện là hạ cánh an toàn. Điều này khiến cho dư luận đặt câu hỏi phải chăng thế lực chống lưng cho ông Cang là quá lớn, khiến cho lò không thể nào đốt được nếu không phải là vùng cấm thì thiết nghĩ phải khởi tố Tất Thành Cang và lấy hết tài sản trong quá trình ông làm quan chức có được bù đắp lại cho người dân Thủ Thiêm. Có như thế thì nỗi đau của họ mới nguôi ngoài đi phần nào. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.